Rồi đại lúa mến chào bà con, hân hạnh gặp bà con, chúc bà con mình vụ đông xuân trúng mùa được giá. Thì bữa nay mình đi hơi xa một tí, mình chia sẻ cho bà con mình khu đất này là Chi Tô Mang Giang, nhưng mà cái này bên Lương Trà, kinh cấp 3 đó, kinh Tây 3 thì thường thường gọi là cấp 3. Thì bữa nay miếng đất này xạ phân lần 2 đó, xạ 3 loại phân đó. Thì cái giống lúa này là đầy thơm 8, bữa nay được 20 ngày xạ phân lần 2 thì hai lần được 30 kg đó bà con mình đó. Thì lúa này cũng còn tốt, nhưng mà giải thì cũng có dặn kali đó, kali dặn 2 kg đó. Còn phân đạm DB là của Cà Mau với phân UG, cho nên cái hột nó ngà ngà, tưởng đâu là mình tưởng đâu là phân cò, nhưng mà không phải, cái đó là đạm mà DB Cà Mau. Rồi máy kỳ ta đó, vẫn hồi sao kỳ vậy ta. Thì cái khu này lúc trước mình cũng có chia sẻ lúa cắt đó, thì bữa nay tại vì mình vẫn làm trên kia, mình cũng chia sẻ trên kia, thì bữa nay mình xuống dưới đây thì lúa nó cũng đã được 20 ngày. Thì lúa ở đây xả trước hơn trên kia đó bà con, trên kia chỉ mới có mười mấy ngày thôi đó. Thì miếng cái giống đầy thông 8 này bữa nay là được 20 ngày mà xả phân lần 2 đó, là tổng hai lần được 30 kg, mà lần này thì khác, lần này là có dặn 2 kg kali với phân UG, phân DB đó, là ba màu đó. Là hai thứ kia là 13 kg, còn kali 2 kg nữa là 15 kg, là đợt hai này xả 15 kg dần kali thêm, tại lúa này nó cũng còn xanh còn tốt nè đó. Thì cái kỹ thuật ở đây thì bằng khác nữa, nói chung ở đây bằng phân nặng lắm. Cái khu này đây kinh cấp 3, thường thường gọi cái kinh này là T3, nhưng mà thường thường gọi là cấp 3, cấp 2, cấp 1 đó. Thì khu này là bên Lương Trà đó bà con mình đấy. Thì cái giai đoạn này lúa 20 ngày thì nó cũng có đẻ nhánh một số cây rồi đó. Thì cái kỹ thuật của chú đang đi trên bờ kinh nè đó, có ông chú đang đi trên bờ kinh đó, thì cái kỹ thuật ống mằng cũng nặng phân lắm. Thì lúc trước mình cũng chia sẻ là nặng phân lắm. Lúa thu hoạch đó cũng lâu rồi, thì bữa nay mình trở lại mình chia sẻ được là hai cử phân này cho bà con mình xem đó. Thì lúa này chắc cũng quá sâu rồi nè, thấy bùm bốm bay cũng hơi nhiều rồi nè đó, thấy bùm bốm bay rồi đó bà con mình. Cái này chắc cũng quá sâu, chắc cũng sạch luôn đó. Nhưng mà không biết ngày nào sạch thôi, mình cũng chưa biết, chứ mình chưa có hỏi. Đó, thì cái lúa này nó cũng đẻ nhánh rồi, 20 ngày mà nó thì được 3 cây rồi nè đó bà con mình, 3 cây rồi đó. Nhưng mà dần cái cử phân này có dần kali, có cây mẹ nó lùng hai cái con nó chồi lên đó. Thì mình cũng đi bữa nay mình rảnh mình xuống dưới đồng dưới này, trên kia cũng Lương Trà, Vĩnh Phước giáp ranh nhau. Chỗ mình chia sẻ hôm nay xịt diệt mầm với giải phân đó, thì bữa nay mình xuống đây mình chia sẻ giải phân tại lúa ở đây là xả trước trên trển. Nó có miếng là hai mấy ngày có, là 20 ngày có đó. Thì ở đây là 20 ngày, mình dòm cái lúa này là 20 ngày đó. Thì ông chú cũng chia sẻ là 20 ngày đó. Thì cái giống lúa đại thơm 8 mà lúa này cũng còn xanh còn tốt nè, cho nên giải thêm một cử phân, nhưng mà giải cái này thì dần lại có dần kali đó. Bà con mình chia sẻ rồi bình luận rồi coi theo cái mặt lúa này mình có nên giải hay là mình trễ vài bữa nữa, hay là mình giải đó, tìm hiểu được đó. Thì kỹ thuật mỗi người mỗi khác nhau, cũng không ai làm giống nhau đâu đó, nói chung là vậy. Với lại đất cũng tùy theo mẫu nữa, đất xấu đất tốt nữa đó bà con mình. Thì năm nay khu mình ở đây là mầm giống đại thơm hơi nhiều, OEM thì ít đó. Mình xuống dưới này thì cũng là đại thơm, đại thơm 8 ngày, bữa nay giải phân lần 2
mình cũng chia sẻ nãy giờ cũng đơn giản thôi. Máy diệt hết nổ rồi. Thì cái này mướn xà tay chứ không có mướn xà máy bay. Đấy, có xịt thuốc thì máy bay. Thì mình chia sẻ thực tế. Đó, thì nhầm khi chủ ruộng đó, chủ lúa đó, người ta cũng ngại, ta không có lên hình, người ta chỉ nói thôi. Rồi mình chia sẻ lại cho bà con mình biết là chú ổng đi phân như vậy đó, rồi mấy đợt như vậy đó, mình chia sẻ cho bà con mình biết thôi, chứ nhầm khi người ta ngại, người ta không có lại ngay cái màn hình người ta chia sẻ đó. Bà con mình cũng thông cảm cho chủ ruộng, nó cũng thông cảm cho mình quay, chứ mình cũng muốn chia sẻ tận miệng chủ ruộng nói đó. Xả xuống là bóng nó bay quá trời luôn đó. Cái chỗ nước đó là ngay chân cái miệng bơm nước lên, ngay chân cái ống cống nó bơm lên đó, cho nên lúa chỗ đó nó chết, nó không có lên được. Lúa nói chung là lúa này xạ cũng đều lắm, mà lúa này cũng dày luôn đó, lúa này nó cũng hơi dày nữa. Thì lúa này là xạ 22 kg giống đó bà con mình. Cái đầu này nó ngay chân cái miệng bơm nước cho nên nó hơi mắc, nó lên không đều, nó hơi nó bị chết, mà nó bị thối ngọn, nó nghẹt, nó lên không được. Còn nó chịch cái họng nước ra nè. Thì miếng lúa này thì đời thông 8 này xạ giống 22 kg đó, thì 22 kg thì nó lên đều, mọng nó ra đều, nó lên đều thì nó cũng dày chứ không thưa đâu đó. Còn nếu như mà lúc trước mình chia sẻ cũng đại thông 8 mà xạ 27,5 kg là tính công tầm lớn đó, thì cho nên mà mọng thì nó ra có chỉ có 50% thôi đó. Rồi xạ xuống nhầm khi một số nó bị nghẹt, nó lên nó ít nữa, thì mình chỉ già là nó lên được 40% thôi, cho nên lúa nó thưa. Cũng có một số bình luận nói là xạ quá dày đó, nhưng mà giống thì nó lên không được như muốn đó, lên không được 70% nữa, chỉ có 50% thôi đó, lên chỉ có một nửa thôi. Thì xạ xuống là lúa là nó rất thưa, nó lên cây rồi rất là thưa. Hôm trước mình cũng có chia sẻ là xịt diệt mầm rồi xịt cỏ lớn luôn đó, quét lại cỏ lớn tránh bỏ luôn, nhưng mà đất nó đi nước cho nên có cỏ, cho nên phải quét lại. Nó mình chia sẻ trên cái khu trên Vĩnh Phước á. Còn bữa nay thì ở đây là kênh T3, là có nghĩa là kênh cấp 3, hồi xưa thường gọi là kênh cấp 3 đó. Đó là cái khu này cũng là Chi Tô Mân Giang này, bên Lương Trà. Thì bữa nay giải phân đợt 2. Đó, bón phân lần 2 là ăn công 15 kg, là cộng thêm có cộng 2 kg kali. Đó, phân UG với phân đạm. Đó, hai thứ đó cộng lại là 13 kg, nó là ba thứ là 15 kg, là bữa nay giải 15 kg đó bà con mình. Đó. Bữa nay là giải 15 kg. Rồi đợt 1 thì cũng 15 kg, hai cộng lại là hai đợt là 30 kg. Đó. Hai đợt là 30 kg. Thì mình cũng chia sẻ hôm nay khu trên Vĩnh Phước. Thì bữa nay mình xuống Lương Trà chia sẻ kinh cấp 3. Thì lúa ở đây cũng đã lớn rồi, đã cao rồi, được 20 ngày, có miếng hai mấy ngày rồi. Đó, thì mình video xin tạm ngưng đến đây thôi, không có gì dài dòng. Đó, có đăng ký kênh và bấm chuông thông báo và nhận clip tiếp theo và ủng hộ đại lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.